Bố ba banh em mưu bỏ bố. Cảnh thằng bớ bên kia này chẳng từ từ chiền chứ. Ở đây con bấm nào cũng được. Bấm nào đáng được đã đến đi con.
Để ngồi kia. Thằng Hòn này lẻ qua đơn giản với trời, đá mà cừ cừ cái mẹ cái dễ sao. Su ba chai mà nó đá người ta không qua được mà mình đá gì mà. Để giác thiết về làm cái banh đây con. Thế thằng Hòn gấu kia. Đá phạt góc 1-1 mà sao để người ta đứng mình không vậy? Nhớ về không? Bữa nào Hoàng đá thằng hiếc lấy cái kim nó mê cái miệng nó lại cho nó cười không mà làm gì. Thank you.
Không có la, bỏ đi. Trả về cho bên đây Giang. Trả về bên Nhân đây. Số nhiêu rồi? Bỏ đi. Bỏ về thủ chỗ Giang kia này, để Giang lên. Ra đây. Ra đây hằng. Đổ bên đây con nó mềm rồi bỏ đi. Khỏi vô rồi. Đá vỡ ra bên đây được. Cảnh ơi Cảnh, mượn áo đi Cảnh. Mượn áo đi. Bốn điều thế thần Cảnh này, bốn điều Cảnh ra luôn rồi con, uống nước rồi con. Giang vô giữa lại, vô giữa đá đi, để cho con bốn điều đá tiền đạo. Qua hai trận ớn rồi Cảnh. Nghe lên chi vậy? Ấy giờ chút nữa chú chở con về hay là chiều con lên trả? Thì con à, chút nữa đưa một là đường Giang nó chạy về xe đó chú chở con xuống, còn cứ lấy chiều trả không được. Thì mấy biên chỉ thùng á, mấy biên
Còn buồn. Chạy, đã qua. Đưa leo. Buồn tập gym rồi, nó ốm thêm được vậy. Tướng nó mà tập gym. Không có, nó mình dây là không có tập gym được. Nó không có cơ. Nó tập bây giờ xúc động nó cũng không có cơ. Như thằng Super Trai tập với có cơ. Nhưng mà thằng bên điều là mình dây là không có cơ. Buồn. Đâu vô đâu, đậu mẹ. Lập gym là mấy đứa mình tròn á, chứ mình dây là mình tập nó không có cơ. An Thành sau này cũng có cơ, nhưng mà tập cũng được. Tướng nó tập sau này nó cũng ấy. Như thằng Phúc Chí á, là tập rồi sau này cơ dám ăn. Chứ An Thành là chỉ tập sau này nó đỡ người thôi. Đánh cảnh là được này, chứ còn thành An với bên điều đây mình dây mà điều hai nữa. Mình nó tập nữa ha. Hai nữa. Rồi đầu anh tiến. Hai được, hai đá sau này cơ dễ mang á. Mà tập chi giống cái thằng gì mà FC Bom á, chầu bên đây cái tướng gì mà ra nhân voi mất mà. Cái thằng gì á. Rồi hôm cái tướng gì đá bây giờ nó tập kim gì mà nhìn cái tướng nó cục cực. Đâu tập thi đấu rồi, đá gì đâu lại trời nhão nhẹt kìa. Nó qua gì mà thằng đó nó biến nhẹ nhàng dữ đó. Chào ghế nó bị ghế rồi, qua bưng cái ghế vậy nè, ngồi lên chỗ mát đi, ngồi rồi thủ môn mà đúng nhẽ giờ tí bình thường chứ cổ chuyện thường mô mà ăn mặc ăn đồ ăn ngừ đừ chứ nói thủ môn chân nem rồi mà phải bầm dập chứ. Không, thần cảnh như hòn gấu sao đây này đáng kiểu vậy. Để thể đổ hết nha. Ô đá gì mà thank you.